Tuấn Hùng và Nguyên Hồng. Xin được kính chào quý vị. Để đây để tiếp tục chương trình hôm nay, Tuấn Hùng và chị Nguyên Hồng xin được trình bày tác phẩm Đóng Cái Đầu Xuân. Mà bây giờ hát với ca đoàn nó thì bị khàn giọng hết rồi, cho nên bây giờ nếu mà hát có gì sai sót thì xin quý vị thông cảm. Geachte aanwezigen, we gaan nu voor u samen een liedje zingen en dat heet zo: een bruiloft in de lente. Want de lente moet nog komen, dus geniet ervan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều.